À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey cùng với Viện Nguyên Lão để khôi phục lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước ấy, thì mình cũng đã làm được một cái việc có thể nói là chưa từng có trong lịch sử, đó là cuộc hôn nhân giữa, cuộc chia tay, cuộc ly dị giữa Mark Antony và Cleopatra. Khi mà Mark Antony đã và Cleopatra đã quyết định chia tay Mark Antony, và bây giờ thì Cleopatra và Mark Antony đã trở thành kẻ thù của nhau. Và sẽ còn là hay hơn nữa khi mà Cleopatra trở thành chư hầu của Pompey để chống lại Mark Antony, nhưng mà mình chưa biết làm thế nào để có thể thuyết phục thằng Ai Cập để trở thành chư hầu của mình. Đó, mình chưa biết thế nào, chưa biết làm thế nào. Chắc chắn là mình sẽ làm thôi, nhưng có điều là làm như thế nào thì mình chưa biết. Đấy. Hiện tại thì phía Bắc của mình đang có hai quân đoàn thôi. Mình chắc cũng không cần phải đơn trú quân ở đây. Thực tế là như vậy. Mình không cần quân ở đây. Nhưng mà... sao nào? Cái thằng này... My friend, be welcome. The spirits of... nó chưa phải đồng minh của mình. Về căn bản thì mình cũng không có nhu cầu giữ các cái vùng đất phía Bắc đấy. Mình cần các vùng đất phía dưới này hơn. Đấy. Và cái đội cận vệ này của mình thì cực mạnh luôn. Đã được chinh chiến vài trận rồi. À, ông đệ của mình bây giờ có vẻ cũng hổ báo phết này. Kéo quân đi đánh nhau khắp nơi. Cái vùng đất này thì ông ấy không chiếm lại, ông ấy cứ... thôi kệ nó, khu vực này cứ để xem nó làm được cái trò gì. Nói chung thì cứ để làm gì thì làm. Mình cứ duy trì hai quân đoàn đây đã. Khu vực này bây giờ... cho quân đoàn này về để mua quân nữa nhỉ. Rồi, còn cái hạm đội này nữa, tiếp tục sang đây bảo vệ thằng đệ ở bên này để mua quân để diệt lốt cái thằng này. Vẫn phải có lục quân thì mới có thể bảo vệ được. Nguyên hải quân thì hơi khó. Một cái thỏa ước như thế nào đó để có thể nhỉ, mà mình chưa có lục quân để có thể tiến xuống đây. Được rồi, mình sẽ thử đàm phán xem là có cách nào để bắt thằng này làm chư hầu. Athena give you wisdom so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. Có thể mình sẽ đề nghị cùng tham chiến với kẻ thù của nó nhỉ. May ra. Cho nó thêm tí tiền nữa xem được. À, rồi, nếu như mà Cleopatra đã trở thành chư hầu của Pompey thì thực sự đây là một cú sốc lịch sử. Vâng, chính xác. Một cú sốc lịch sử đối với những nhà mới Mark Antony. Thế là chúng ta đã thâu tóm được thêm một phe phái nữa trở thành chư hầu của chúng ta, đó là Cleopatra. Vâng, chúng ta đã đưa cái chế chế của chúng ta lên ở một cái mức mới rồi. Trời ơi, chúng ta có thể có thêm được một spy, một agent và một như thế này rất tuyệt vời rồi. Đâu nhỉ, cái thằng tướng ha? Đây, thằng này sẽ được thêm một thằng chính trị gia nữa. Their life is yours. Thất bại à? Tấn công cho anh. Rồi, đội quân này là đại bàng, lính lên dương đại bàng. Quân nó khá đông đấy, và đó chính là nó có 4 đội hình pha lăng. Tất nhiên chúng ta phải xử lý cái đội hình pha lăng của nó trước đã.
cuộc chia tay có thể nói là lịch sử khi mà Ai Cập quyết định Ai Cập trở thành chưa bằng các cái thủ bằng chính sách ngoại giao mình đã thâu tóm toàn bộ châu Phi mà không phải gửi bất kỳ một đội quân nào. Cái điều này mình đạt được hai việc, đó là mình có thể tuyên chiến được với thằng Pol Pot để mình chiếm các cái miền đất phía đông của nó để kiếm mấy cái mỏ sắt. Cái thứ hai mình đạt được đó là một cái hiệp ước hòa bình, một cái hiệp ước để kiểm soát châu Phi. Và bây giờ thì mình đã thực sự kiểm soát được châu Phi. Chúng ta đội Lê Dương Đại Bàng Evocati Cohort. Đây là Lê Dương Đại Bàng, không phải Evocati. Đây không phải Evocati mà là Lê Dương Đại Bàng. Đây là đội Lê Dương Đại Bàng. Đây là một trong những đội lính thiện chiến bậc nhất của La Mã đấy. Đó là đội Đại Bàng Anglais Cohort. Listen for commands and obey as you would your fathers. Then we will have victory. Có thêm một chính trị gia nữa thì mình sẽ cho nó vào cái quân đoàn của thằng này. Và để nó tăng cái mức độ trung thành lên. Rồi. Chúng có rất nhiều lính sử dụng đội hình pha lăng. Chúng có đội hình pha lăng. Tiến lệ. Đội binh nó đóng ở kia kìa. Lã chết mấy cái thằng pha lăng này cho anh. Đến đây để làm tường cho bọn quân thủ. Làm tường cho quân thủ. Yes, commander. Advance the speed. Bắn kiểu gì đấy? Chả thấy trúng cả. Rồi, bắn vào đây cho anh. Rồi, tên vào bọn này. Mấy thằng Speedman không sợ. Nó rút. What the hell? Bắn vào đây cho anh. Đâu vậy? Đội linh giáo nó đâu? Cái thằng Spearman đánh chết luôn, không phải nghĩ. Melee infantry ready. Double time. Đang đấu với bộ binh của La Mã à? Mấy thằng còn cũng Spearman không sợ, nhưng mà mình không cần xem bộ giáo của nó đâu. Đây rồi. Bắn tổng lực vào mấy thằng cầm giáo này cho anh. One of our units has used all its ammunition. Đây, Spearman này, bắn ngay.
chết. Chưa chết, ai dần. Archers! Cứ dã vào bọn tập giáo cho anh. Rồi, chúng ta cứ vây tròn thế này à? À! Ở đâu chui ra mấy cái thằng khỉ này đây? One of our units has used all its ammunition. Xông vào, ngon thì xông vào. Mày ngon à, mày tưởng mày ngon à. One of our units has used all its ammunition. Archers! Mấy thằng Spearman thì không sợ lắm. Đấy, mấy thằng Spearman này này. Nhanh. Nó bật pha lăng lên là mình chết hơi nhiều đấy. Our units has used all its ammunition. Wow. Pikeman. Được rồi, tập trung bắn thằng Pikeman cho anh. One of our units has used all its ammunition. Biết ngay Pikeman mà. Chỉ có Pikeman nó mới làm quân của mình thương nặng. One of our units has used all its ammunition. His man. Ready for orders. Advance at speed. Our general is under attack. Đâu rồi? Tập giáo này à? Đi vô co họ tiến vào tình huống này. Đồ đã bị thương rồi, biết ngay. Chỉ quận pha lăng này nó mới làm mình bị thương rồi. Đùa luôn. Đùa chết mấy thằng quân thủ đó chay. Đừng đấu trực diện với bọn pha lăng. Bắn cho anh. Rút ra. Quân thủ đó bắn này. Tiếp đến. One of our units has used all its ammunition. Còn thằng nào đó? Mình nhìn cái phổ báo à? Eagle Cohawk! Xong. The enemy general is dead. Thế thôi, chúng ta chủ yếu là chống cái đội, tránh cái đội hình pha lăng của nó. Tướng này trận đầu ra quân mà như thế này là ổn rồi. Ôi, các bạn nhìn mấy cái thằng lính pha lăng của nó kìa, nó giết được khá nhiều quân của mình đấy. Rồi, chúng ta lại có thêm một tài nguyên là gỗ này. Hay quá. Ta đang cần gỗ đấy. Nếu như cái vùng này mình có thể kiểm soát được rồi thì ở đây thằng Pontus này ở phía bắc này nó vẫn còn kiểm soát rất là mạnh ở phía bắc này. Như vậy có nghĩa là địa trung hải chưa thuộc về chúng ta. À, biển đen vẫn chưa thuộc về chúng ta.
tình hình là khá căng. Như vậy thì mình chưa có lực lượng hải quân đóng ở Biển Đen này đủ để có thể áp chế cho nó nhỉ. Có thể mình sẽ rút cái hạm đội này về ra khu vực Biển Đen đấy. Ở đây thì có vẻ mọi việc đã ổn rồi. À, chúng ta có thể thành lập thêm một hạm đội nữa rồi mà. Thậm chí là hai hạm đội luôn. Very perfection. Là cái thằng này à? Trừ 16 này. Trung thành giảm ở đấy cách đáng kể luôn. Chắc phải cho nó thêm một tướng nữa để nó tăng trung thành lên vậy. Đây, chúng ta sẽ cho thêm một chính trị gia nữa. Rồi. Quá tuyệt vời. Đây. How can I serve Rome? My skills are yours. Treading soft. Ready for orders. Tấn công đã. Cower before Rome. Thứ khác tính sau. Rồi, chúng ta đã có mỏ sắt đầu tiên. Một tài nguyên cực kỳ quan trọng mà mình không thể thiếu khi muốn phát triển quân đội. Chỗ này chúng ta có một hạm đội đóng thì nó cũng không thể ăn được. Đây rồi. Bây giờ nếu mình cho các hạm đội của mình ra khóa hết nốt hai cái cảng biển này của nó thì nếu hầu như là nó không thể tiến quân ra biển nữa, đúng không? Ở đây thì mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa đi. Cho cái thằng VD Protection này. Đâu rồi, đây này. Tăng cái trung thành của nó lên. Thằng này là cái gia tộc này chuyên đội Lê Dương, đội Co Hoc Đại Bàng à? Cũng được. Cũng được. Sao bên này? Đội này là đội mà tiền của mình bây giờ có vẻ không còn nhiều. Tốt. Chiếm được cái vùng này chúng ta cũng có thể tuyển đội kỵ binh Sigon ở đây này. Đấy. Rất là tuyệt vời, chúng ta có thể tuyển được những đơn vị quân khá là đặc biệt ở những vùng này. Đội kỵ binh Sigon. The storm has raged long. Một giải pháp hòa bình. With your agreement, the softer rain. Với điều kiện là mày sẽ bỏ không còn là chư hầu của thằng này nữa. Không chịu à? Vậy thì thật khó. À, nó đã vòng ra đây để tấn công vào cái thành này của mình rồi. Có một đội lính cầm giáo. Xong thì nó cũng tiến được đi đâu nữa đâu nhỉ? Rồi. Tàng nào mình đang cho một quân đoàn chuẩn bị sang bên đây. Ái giời ơi. Đứng ở đấy nhá. Chết mất một spy của mình à? Ờ, đúng lúc mình phá cái này đi. Thằng hùng minh phết.
Đúng lúc mình phá đi. Ôi, sao tự dưng bị âm tiền kinh này? Có làm gì đâu mà sao âm tiền ác thế nhỉ? Các bạn có thể thấy rằng là mình bắt tất cả những thằng này làm truy hầu hoàn toàn là bằng giải pháp ngoại giao chứ không phải giải pháp quân sự nhá. Đấy, hoàn toàn là bằng giải pháp ngoại giao. Settlement for Rome. Rồi, anh chiếm lại đã. Quay chặt cái vùng này lại cho anh. Nó ngon thì nó lên tấn công tiếp. Ôi, quân đoàn cấp 7. Quân đoàn cấp 7 à? Cho lốt cái này cho nó mắc luôn. Giáp riết của nó, ui ôi. Bọn này giáp mới giáp 130 cả. Phòng thủ cận chiến 101. Mà bây giờ nó mới có rank bạc. Thả tướng thậm chí còn cao hơn. Ui ôi, 134. Quân đoàn này thì đánh làm sao được. Rồi chúng ta sẽ sửa lại. Vùng này thì chúng ta phải phát triển cái đội bỏ công trình này đi. Thêm một công trình trợ chiến nữa. À có mỏ thì có thể mình phát triển cái này cũng được. Đấy, thanh niên này hổ báo nữa đi. Căng nhỉ, hạm đội nó ở đây. Mình rút đi phát nó tấn công vào đấy. Mà sao lại âm tiền? Đây đã. Đứng chờ hạm đội này nó xa đã. Tiền của mình đã âm. Mua quân đắt quá à. Căng nhỉ. Ví dụ như quân đoàn này thì hoàn toàn bây giờ không cần thiết đấy. Phía Bắc bây giờ hoàn toàn được phòng thủ rồi. Các quân đoàn ở phương Bắc bắt đầu có thể bảo vệ rồi. Ông đệ mình cũng chiếm nốt chỗ này nữa thì sau phim. Có thể mình sẽ bỏ luôn cái vùng trên này cũng được. Trường hợp có chiến tranh mất thì cũng không ra tiếp, bởi vì mình cũng không cần thiết nữa. Đối với những quân đoàn có chính trị gia cắm này thì không thể bỏ được. Ai không được. Hạm đội nó đóng ở đây. Quên mất. Rồi, tăng trung thành đi đã. Nếu mình có thể kiểm soát được nốt cả vùng phía bên này nữa thì hoàn toàn là có thể kiểm soát được hai mỏ sắt ở đây. Như vậy chúng ta có thể nói chuyện được với người Parthia rồi. Welcome friend, welcome. I in my lord's name will. Rất tuyệt vời khi chúng ta có thể nói chuyện được với người. I greet you as befits your. In my lord's name. Chi hầu của thằng
Welcome, giải friend. Pháp Welcome. Ba cái thằng phía dưới này thì nói chung là chắc cũng không speak không ngại friend. Lắm. And mấy thằng châu Phi này thì không sợ lắm. Bây giờ vấn đề là rồi cứ để cho nó đánh vào đây đã, chúng ta sẽ có thiếp của quân đoàn đã xuống tiếp viện đây. Có điều là tiền bây giờ tiền không đủ để nuôi lực lượng lớn như thế này. Chơi 7 up kíp đúng rồi, chơi tiếp up kíp cho các đội hải quân nữa thì chắc là mình cũng sớm được. Giải pháp sử dụng ngoại giao để thâu tóm thế giới đó mới là thể hiện của một quốc gia hùng cường chứ không phải là giải pháp quân sự. Chỉ bằng các cái động tác ngoại giao rất con thoi mà mình đã kiểm soát được châu Phi theo ý muốn của mình. Đó, các bạn có thể thấy không? Và giờ đây thì mọi việc đang trở nên có vẻ rất sáng sủa. Rồi. Chính trị gia cấp 10. Đây. Chúng ta không cần cộng gì vào nhiều, chúng ta chỉ cần cộng vào cái điểm ngoại giao thôi. Ngoài ra không cần cộng thêm gì khác. Đấy. Đấy. Rồi xong. Khu vực này đã được kiểm soát bởi thằng chư hầu của mình. Chưa biết kiểu gì đánh nhau của mình. Chưa gì đã có quân nổi dậy ở đây rồi. Cái tỉnh này thì không chiếm. Chúng ta ở một cái vị trí rất thuận lợi rồi. Quân đoàn này đóng ở đây thì có thể yên tâm rồi, không sợ. Nhưng vấn đề là nếu chiến tranh xảy ra ở đây thì sao nhỉ? Sẽ là rất thú vị nếu như chúng ta lôi cái đám này vào cuộc chiến của chúng ta. Welcome. We will talk and then we will feast until our guts rumble and our backsides ache from overuse. Chúng nó có vẻ đang chơi hơi nhiều. 20.000 có hơi quá nhiều. Nó không chịu à? Một quân đoàn nữa sẽ được tiến sang đây để mua quân. Đây rồi. Mày dám tấn công anh à? Settlement for Rome. To the settlement. Dám tấn công tướng cấp 10. À, đánh ở đồng không có quạnh à? Thế thì cái đội pha lăng của nó chết trước. Mình chỉ ngán nỗi mấy cái thằng pha lăng của nó. Trời mưa thì không tốt lắm. PK man. Đặc điểm của bọn phương Đông là nó khá nhiều kỵ binh.
đặc điểm của bọn phương Đông là các đội quân của nó khá nhiều kỵ binh. Như thế này là để hạn chế tầm ảnh hưởng của kỵ binh. Nó có mỗi một đội lính cầm giáo thôi. Chúng ta sẽ giải quyết đội lính đó đầu tiên. Còn lại những đội lính khác đơn giản. Mọi đội lính khác của nó đơn giản. Đây, chỉ có một đội hình pha lăng duy nhất. Rồi, tuyệt, rất tuyệt. Rồi. Chết được một ba rồi. Chờ công thủ lên nữa là xong. Chỉ cần tiêu diệt đội cầm giáo của nó thôi mà. Tầm bắn 159 cơ. Ai giả. Đang 50 tầm bắn 159. Slinger này. Bắn chết luôn Slinger. Quấy cái con ngựa này. Thế chết à? Chạy vòng vòng à? Chạy vòng vòng. Bắn vào đây cho anh. Cứ cho nó áp sát. Vào đây. One of our units has used all its ammunition. Our general is under attack. Khôn phết nhỉ, chạy ra để tấn công mình. Móc lốp mình. Anh ơi. Phải việc của chúng mày. Anh làm sao được đội cận vệ nhỉ? Bọn này bị ảo tưởng sức mạnh. Anh làm sao được đội cận vệ? One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Watch out, Heather. Melee infantry ready. Lã vào tường nó chơi. Xong. At your service. Praetorian Guard. Mấy thằng dăm ba cái thằng dợ con này mà đòi đánh nhau. Ấy.
À, kỵ binh của nó cũng gớm đấy, không phải đơn giản đâu. Chẳng qua là mình chất đâu. Lính của mình được chỉ huy bởi tướng rất mạnh nên là nó bị bút này. Ủa ôi, giáp 105 này, phòng phủ cận chiến này. One of our units has used all its ammunition. Gần như là không thể ăn được đội hình. Archers! Sao có mấy thằng đến nào mà diệt mãi xong thế? Tiến lên! Bắn! Yours to command. Marching order. Many troops awaiting orders. Your orders. Chạy hết rồi. One of our units has used all its ammunition. Tướng nó không thể tấn công. Chưa đánh đã chạy. Nó hoảng sợ. Nhìn thấy quân đoàn của mình nó sợ, nó không dám đánh. Như thế này mà nếu mà nó lên đến kiếm vàng đấy nhỉ, giáp vàng, kiếm vàng đấy thì không biết là mạnh cỡ nào. Ready for battle. Ô, sao vừa mới chiếm được mà nó đã phá đi, nó xây được công trình của nó rồi. Evocati, đây mình còn một quân đoàn nữa, nhưng quân đoàn này thì thực ra nó hơi non. Chắc là phòng thủ được. Trước khi các cánh quân chủ lực tiến lên thì hoàn toàn Settlement for Rome. Ai à, nó đông quân nên dương phết đấy. Đánh tay cho đỡ hao quân. Các đơn vị cohort của chúng ta sẽ tiến lên. Đây là Eagle Cohort, bộ binh đại bàng, lính bộ binh đại bàng của La Mã. Những đội quân được các bạn có thể xem ấy, thì đơn vị đội lính đại bàng này là một trong những đơn vị thiện chiến bậc nhất của lính La Mã. Đội Armor thì là đội giáp cao nhất. Đội Evocati là đam cao nhất so với... Tất nhiên không bằng Praetorian. Còn đội Đại Bàng này thì là đội phòng thủ cận chiến cao nhất. Lên đây. Sons of Mars. Đội cung thủ của chúng ta là rất mạnh. Rồi bắn vào đây. Nó đã chưa vào tầm bắn. Cần phải tiến lên một chút xíu. Advance at speed. Hả? Đi chạy vòng ra đây à? Ăn luôn. Reload with haste. Ta sẽ không sử dụng nguyên cận vệ. Sử dụng như vậy thì nó khổ báo quá.
Thực tế Rome làm gì mà lúc nào đi đâu đánh nhau chỉ mang nguyên cận vệ được. Chỉ phải có cả các đội khác đứng khác. Ngon thì phá đấy, ngon thì phá đấy. Bắn. Rồi. Ây da. Ây da. Xông vào nhau rồi. Rồi, ok. One of our units has used all its ammunition. Ballista, as you command. Bắn vào đây. Vòng vòng ra đằng sau cho anh. Dùng các đội laser khác kìa. Đây này, Evocati này thì đam cao nhất này. Nhưng mà để mà nói châu nhất là đội laser đại bàng. One of our units has used all its ammunition. Bắn cho anh. Our general is under attack. Melee infantry at your command. Thôi. Như thế này cho chắc cờ. Không, nó dã phát chết quân mình. Tăng tinh thần chiến đấu lên. Ăn làm sao được. Melee infantry at your command. Archers, commander, quick, reload. Bắn vào bọn này. Mấy thằng nào rút ra vậy, đập luôn. Quickly now. Push. Playing wedge formation. So. Cứ thằng nào rút ra là bắn luôn. Rồi. Praetorian cavalry. Xong rồi. Ta nát thôi. One of our units has used. Chúng ta chỉ cần những đội laser đại. À, nó có Evocati Cohort rồi. Chúng ta thì có laser đại bàng. Hay là mình set kẽ nhỉ? Trong một quân đoàn có các binh chủng. Các binh chủng Lê Dương. Có vẻ như vậy thì sẽ vui hơn nhỉ. Ready for battle. Chả thấy có cái lính gì. Husky Missile. Không cần thiết lắm. Cái vùng này không cần nhà lính. Nhưng mà từ từ đã. Chuẩn bị tấn công vào đây luôn này. Cái đội này là armor. Ừ, bọn armor này cho làm tường tuyệt. Mỗi một đơn vị được tuyển các lính đề xương khác nhau, đánh nhìn nó chất. It is an honor to serve Rome. Nền kinh tế của mình bây giờ khá ẻo ọt nhỉ. Đây rồi. Ready for orders.
về đây mua quân. Làm nào tiến được xuống châu Phi này? Thằng Ai Cập sẽ không giữ được khu vực này đâu. Sao nó chưa đánh chiếm Alexandria nhỉ? Để mình chiếm lại phát. Ai Cập đã về tay của Pompey. Rồi. Tuyệt rồi. Ai Cập nó cử hai quân đoàn sang nó tấn công cái thành này. Ổn rồi. Đây rồi, chúng ta có một hạm đội thứ hai đóng ở đây. Như vậy thì mọi chuyện có vẻ. Rồi, mày đánh chiếm cái thành đấy đi. Mày đánh xong mày lại quay lại chết đòn với anh luôn. Chuẩn bị tấn công. Đây là tướng chính à? Nó có một khẩu pháo lớn. Có khi mình phải mua pháo to chứ nhỉ? Cứ dùng cái pháo con này suốt à? Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be worthy of a bard's song. Chiến tranh với thằng này à? Từ từ đó, để anh đây đưa quân lên đây đó, rồi anh sẽ hiệp trợ mày giải quyết bọn ấy. Salum đâu à? Ôi trời ơi! Mình cứ đập đi xong mình quên mình không xây chứ. Vãi cả trưởng. Chịu khó xem các vùng đất một xíu, không kiểu lại sót mấy cái vùng slum. Xây cái nhà xây bán đá đi, tuyển luôn quân đây. Kỵ binh này. Cứ bình tĩnh đã. Xem đâu không thì cho nó khỏi slum nữa. Và cứ để này. Cần thiết thì lâng, không thì thôi. Đây nữa. Đập đi mà chưa chịu xây. Đây rồi. Chuẩn bị. Evocati Cohawk. Đánh. Mày à. Mày là thằng nào đấy? Quân đoàn số 2 của... À. Trận chiến giữa Mark Antony và Sextus Pompey Marcus. Sextus Pompey Marcus đấu với Mark Antony. Đấy. Có một khẩu pháo tầm xa. Có thể thì mình sẽ lâng lên, mình lên pháo to nhỉ. Pháo to bắn ra nó chất. Thực ra pháo to thì cái độ sai số nó lớn lắm. Nó chỉ được một cái tầm bắn xa, đam to. Mình chưa biết khẩu pháo nó quay về hướng nào. Về hướng gì thì anh cũng thử với mày hết. Grouped and ready.
cho khẩu pháo đứng ở đây nhỉ? Đứng ở đây. Đứng đây là có thể lã được khá nhiều. Battle group ready and awaiting orders. Yours to command. Proud Romans all. Ready for orders. Dàn quân kiểu này cho nó hoảng. Khẩu pháo đó đâu? Ôi chết rồi. Pháo của nó tấn công hướng này. Thế thì từ từ anh em ơi, chạy ra đây. Chuyển sang bên này tấn công. Úi dồi ôi. Pháo nó bắn kinh quá. Làm nào móc lốp khẩu pháo đó nhỉ? Cho đội kỵ binh đi giải quyết mới được. Úi dồi ôi. Cái đội kỵ binh của nó bị ngáo đá à? Dám ra đây để... Ôi, tấn công được cả tướng à. Xử lý ngay khẩu pháo của nó đó. Tính sát tính sau. Ai chả, ai chả, ai chả, ai chả. Tiến đến kìa. Tiến đến, tiến đến. Nó đang tiến đến những vị thần. Đã xong. Hello. Chưa xong à? Ready. Understood. Ăn luôn. Rồi. Romans ready for duty. Đội cận vệ đâu, xông vào ăn luôn. Sổi ôi. Bắn vào đây. At your service. Ready. Bắn. Ăn. Romans ready for duty. Cái gì đấy? Vòng ra đây để ăn đội sau của anh à? Cung thủ bắn vào này. Lê Dương. Hả? The battle is turning in our favor. Mày. Yes, Commander! Vâng, thưa người chỉ huy. Oh, ám sát pháo mày rồi. Cớm nhỉ, tấn công thẳng vào pháo mình. Chạy. Chạy. Chạy.
Để anh xuống đây xử lý nó cho anh. Ôi ôi. Rớm thật. Thằng này điên nè. Mày, mày cái sông à. Cái khổ báo cáo trộn này. Khổ báo cáo trộn này. Một mình là tướng này nó cũng cân được hết này. Ôi, thằng tướng này chỉ số sao nó cộng cái gì mà kinh thế này. 125 đam, 111 phòng thủ cận chiến, 134 giáp. Vậy có mà đánh vào mắt. Vậy thì đánh vào mắt. Kinh. Cái quái nào mà loay hoay mấy cái thằng này lâu thế? Đánh nhau với đội cận vệ à? Đánh nhau với đội cận vệ à? Là mày liều. Úi dồi. Bọn này thật cả không biết lượng sức. Và xong rồi. Nó còn quân đâu nữa nhỉ? Quá nhỉ? Quên nó đâu nữa. Nãy mình cho phà kỵ binh vào đây lùa rồi mà. Khẩu pháo của nó mất rồi. Còn thằng tướng trong này à? Bãi trưởng thật lính của mình. Ôi ôi, chỉ số toàn trên trời như này. Đây là chưa mắc đâu. Tí nữa phải có giáp vàng, kiếm vàng nữa thì nó mới mắc. Nếu mà giáp vàng nữa thì nó sẽ lên 100 bao nhiêu nhỉ? 140 mấy giáp à? À đây rồi, tướng nó đây này. Đang hoảng sợ. Marcus. Chưa đánh nó chạy. Và kém cỏi. Trận này mình sẽ đánh, mình thử tách quân ra đánh tào lao tí cho vui mà cũng hay phết. Kinh nhỉ, thằng tướng nó giết được nhiều phết đấy. Ready for orders. Rồi, bây giờ thì thằng nào muốn tiến vào đây nữa. Quân đoàn số 1 Syria của mày.
chuẩn bị. Quân đoàn số 1 Syria. Hạm đội này có nhiệm vụ tấn công cái cảng này cho anh. Hay rồi. None will escape. The way is locked. Let them cower before Rome. Không phòng thủ à? Mày không phòng thủ này. Không phòng thủ à? We hunger for battle. Cái vùng này. À, vùng này có thể tuyển được Syria Archer. Đội cung thủ cũng thuộc dạng cực mạnh, nhưng mà so với Cretan thì nó không bằng. Ở vùng này chúng ta có thể chuyển Syria Archer đây rồi. Đội này không mạnh như bằng đội này. Cung thủ của vùng Syria. Chúng ta đánh được đến sang đây nữa thì rất tuyệt. Hiện tại chúng ta đã có một mỏ sắt. Mình cần thêm góc cái spy nữa nhỉ. Kinh tế có vẻ cũng khá rồi. Quân được giảm giá rất rẻ luôn, còn có 500, 900. Đội đại bàng này đắt thế nhỉ? Đây này. Đắt hơn cả đội này mà. 80, đàn ta cao nhất. Ready for orders. Tướng của nó là tướng. We hunger for battle. Phe này à. Costa, thằng tên là Costa. Đây. Nó chuyên về Lê Dương Đại Bàng à? Phe Costa là chuyên về Lê Dương Đại Bàng. Ờ. Thế thì cho mỗi một phe nó có một loại lính đi, cho nó khác biệt. Thằng này là Bubus, Bubuncuts, Bubuncuts. Bubulus. Bubulus, đúng thằng này không nhỉ? Bubuncuts. Loot. Phải à?
Buồn hút thằng nào nhỉ? We hunger for battle. Call this a garrison. Commander. Chắc chắn không phải tướng của phe mình. Thôi được, cứ để qua lượt này đã, xem tình hình như nào đấy. Phương Bắc đã ổn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lo phương Nam thôi. Thằng Ai Cập nó giải quyết được lốt tỉnh kia nữa thì mình sẽ cho các quân đoàn xuống phía Nam. Lại sinh con. Trời ơi. Đẻ gì mà đẻ lắm thế. Rồi xem lại xem nhớ lại dính Sloom bây giờ. Đấy. Biết ngay mà. Tí nữa thì lại ăn Sloom. Lâm. Ồ rồi. Chơi không? Chưa đánh nhỉ? À, thằng Ai Cập lại chiếm lại được. Chiến qua chiến lại. Nhưng về căn bản là Ai Cập không có quân ở đây. Quân đoàn này chuẩn bị được rút về nước. Ready for orders. Commander. Chưa biết là mua lại quân gì. Thôi thì chơi liên hợp. Thằng này là phòng thủ châu nhất. Giáp trông nhất. Đắt nhất đấy chứ. Thậm chí nó chỉ thua là lính Lê Dương, lính cận vệ một chút thôi. Dương đại bàng. Rome needs good fighters. Thế này cho nó đẹp vậy. Bọn này thì không ăn thua, bọn này đam to này, nhưng mà so với hai bọn này không bằng. Bọn này phòng thủ có thứ nó trâu hơn. Evocati Cohawk và Legion Cohawk. Hạm đội này. Đây rồi, Evocati chủ yếu là hải quân rồi. Chúng ta đã có Evocati chủ yếu ở hải quân rồi thì những đội cận chiến là nên các đơn vị này. Lục quân thì không cần Evocati nữa. Tuyệt vời. Xây tiếp một cái điện thờ ở đây là đẹp. Như vậy là chúng ta đã kiểm soát được khu vực phía bên này rồi. Đấy. Tấn công cho anh. We take this settlement for Rome. A settlement for Rome. Đáng kể có một quân tiếp viện đấy đúng không? None will escape. That's your command.
chơi kiểu này xem nào. Chạy. Chạy dê kề. Control Army à? Không cần. Control Army thì không cần. Ta sẽ chỉ vì một đội ha. Nó có bốn đội hình, có bốn lính lính cấp giáo. Nó có bốn đơn vị cấp giáo. Khá nhiều kỵ binh. Fuck à? Trời chết. Ồ sao lại toàn rừng rú này nhỉ? Chuyện này. Như này thì mình buộc phải tiến lên sát đây rồi. Đứng sâu quá thì lại không nhìn thấy gì. Đây đi. Nó hoàn toàn không thể nhìn thấy mình. Cái update này lên mình khiến mình không thể quan sát được cái vị trí quân của mình à? Bình thường khi mình ấn lên như này là mình có thể quan sát được cái vị trí quân của mình mà. Có những cái update lên rất hay nhưng có những cái nó hơi dở. Ví dụ như là nó có thể ám sát vào đơn vị quân của mình, mất hoàn toàn vào đơn vị quân. Đó, mình không nhìn được quân của mình ở đâu. Mà trong khi đánh trong rừng là một trong những chiến thuật rất là vui. Khi chúng ta có thể tấn công kẻ thù vào kẻ thù có phát hiện ra chúng ta đúng không? Praetorian. Ủa? Chúng ta có Praetorian Cavalry. Tùy các bạn thích chơi Praetorian hay là đội Noob Hots của Skull cũng được. Praetorian đã có thêm cái skin là Testudo cho kỵ binh. Tầm bắn 159. Chết khá khá nhỉ. Chết cũng khá khá rồi đấy. Speedman à? Đội không giáo đâu. Pikeman. Bắn mấy con ngựa này chơi. Găm ba cái thằng Slinger này không làm sao. Our hidden units have been discovered. Ở trong rừng thì cái việc chúng nó bắn tên vào rừng thì nó giảm đáng kể ra do định hướng các cái vật cản. Chúng ta bắn từ trong, chúng ta bắn ra thì chúng ta lại không có vấn đề đó. Đấy.
Advance at speed! Understood! I'm not on, you're gone. By your command! Ballista! Chỗ này toàn speed main à? Take chưa thấy có aim. PK main ở đây. Archers! Có thế quái nào mà tầm bắn của bọn này nó không tới à? Sao đội cung thủ mình đứng sâu quá? Thế này có kìa. Praetorian Cavalry! Nó đã làm gì được cái đội? Bắn ngay. One of our units has used all its ammunition. Ôi. Mấy thằng này gớm nhỉ? Gớm nhỉ? Đội kỵ binh của mình rồi. Cú nhảy đây nữa, tiến lên đây đây. Lấp ở trong rừng nó không phát hiện ra. Ủa à, dựng pha lăng xuống rồi. One of our units has used all its ammunition. Ôi. Thế nào ấy? Chơi ngay bọn pha lăng này của nó. Ôi. Cái gì? The men are wavering. Cái gì? Ô. Mình cũng không nghĩ là pha lăng của nó mạnh gớm nhỉ. Rồi tấn công nó chơi. Ngay mấy thằng pha lăng của nó. Ngớm thật. Our general is under attack. Ballista! By your command. Binh của nó vòng ra sau lưng. Ôi giời. Missile infantry. Pha lăng của nó sao mò tận đây được này. Vãi trưởng thật. Đây này. Xong vào đây. Ôi trời ơi. Một trận tưởng easy mà cuối cùng khó phớm nhỉ. Và nhẽ mình không nên giúp vào rừng. Tưởng đơn giản mà không đơn giản. Phải cẩn thận với đội hình pha lăng đây này. 200 thằng của mình cơ mà. Ôi, bọn cầm giáo này. Hơn 200 chiến sĩ của mình. Kinh thật. Đừng bảo nó chết mất đội hình nào, một đơn vị nào mất thì chết dở mình. Ôi. Căng 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 căng. Biến căng à.
Advance. Mới một đơn vị à? Commander. Biến căng. Đánh ẩu quá nhỉ. Biến căng, biến căng. Tăng đam, giảm tinh thần chiến đấu. Thế thì không được. Đứng đây đã. Cho một thanh niên ở nhà đi ma quân sang tiếp. Ô. Đội này ngu quất à. Ui ôi. Mình chơi chơi một tí nguy hiểm vãi. Rồi. Phong tỏa cảng này cho anh. Ready for battle. Mình chưa, các đơn vị quân của mình tiến sát rồi. Đây có quân đoàn đây. À, đứng ở đây thì mất quân thôi. Nhưng mà làm sao thuyết phục được cái bọn này nó tấn công xuống nhỉ? Thằng này thì nó cũng có vẻ không ưa nhau lắm đâu nhưng mà. Bác đánh nhau với thằng phương Bắc à? Trên này mình có một quân đoàn, hai quân đoàn trên này. Có một thôi, một quân đoàn mình đã rút về rồi. Cho yểm trợ, giải quyết cái chiến trường phía Bắc này. Còn khu vực này tấn công thành này, ai chả? Mình vẫn giữ ở đây là mình vẫn có thể phòng thủ được nhưng mà nó không để được lâu nhỉ? Không có quân đoàn bộ binh xuống đây là không được rồi. Bên này thì đúng là vẫn phải điều quân xuống thật. Năm hạm đội Viri tiếp cho một phe này nữa. Mình xóa bỏ khá nhiều các quân đoàn đi nào. Ô, hết tiền rồi à? Chết dở, hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Cần thêm một mỏ sắt nữa. Chúng ta cần thêm một mỏ sắt nữa. Chiến tranh với nhau à? Nâng cái này mắc đã. Hình như cái nhánh cái quân sự của mình mắc hết rồi. À đây còn cái này nữa. Lốt đây, cho lên xe bắn đá, lốt cho nó mắc xe bắn đá đi. Quân đoàn này chờ chút đi. Tấn công. Đây rồi. Chà.
besieging settlement. Ready. We cannot sail there. Steady as we go. Nothing shall pass. Tuyệt vời. Blockading. Hạm đội nào? Còn hạm đội nào nữa? À. Mấy cái thuyền này chạy đâu đấy? Mình hết mất tiền rồi. Ai Cập vẫn chiếm bóng, vẫn giữ được cái vùng này cả. Giỏi, mấy anh Ai Cập giỏi. Thằng này là Costa. March. You have further orders? Soldiering, it's a good life. Commander? Soldiering, it's a good life. Yeah. Ready for orders. Ready for orders. Cái bọn này nó không lấy vợ nhá. Thế những quái quăm lấy vợ thì làm sao, có cách gì để mà tăng trung thành nó lên này, hoặc để làm ngoại giao các thứ chứ. Chỉ có một cách duy nhất là cho nó vào quân đoàn thôi. Nhưng mà ở đây thì mình chiếm được toàn bộ cái vùng này rồi đấy. Có thể là hỗ trợ cho cái vùng này nhỉ. Yeah. Tăng trung thành cho cái vùng này lên ạ. Vùng này là kiểm soát của nó này. Đấy. Commander. Đánh chiếm được ở dưới này. À. Ô. Mấy thằng Trung Đông nó tiến nhanh thế. Mình không chậm chân kéo khi mình đánh chiếm vào các vùng đất kia như nhỉ. Mấy thằng Trung Đông nó tiến sát đến vùng đất của bọn này rồi. Mấy thằng Trung Đông tiến nhanh quá. Xem nào. Mấy thằng Trung Đông. Đứng ở đây cũng được. Cho thằng này nó mua quân là được rồi. Chiến trường phía Bắc này. Ủa, nhưng mà thằng nào chiến tranh với thằng nào nhỉ? Thằng đệ này của mình chiến tranh với thằng nào nhỉ? À, rồi. Nó đi vào vùng thời tiết xấu à? Đi vào vùng thời tiết xấu à? Cái gì? Thằng này nó bị điên à? Có hai con thuyền này mà dám tấn công mình này. Chết chắc. Đánh ra kìa. À. Đấy, từ trong thành đánh ra. Nó có một khẩu pháo tầm xa. Khá nhiều kỵ binh. Được. Thích đánh ra.
Trận này nó có khẩu pháo tầm xa thì mình phải lùi quân một chút xíu rồi. Không thể tiến quân cao như này được. Tiến quân như thế này thì chúng ta sẽ bị không thể không chế được địch. Bị pháo nó bắn rồi. À. Lùi hết cỡ. Đây. Phía sau là rừng. Phía sau của chúng ta là rừng. Nào. À, trận này là trận đầu của lính lính này đúng không? Mình chưa sử dụng lính này lần nào. Toàn chơi đội cận vệ mạnh quá. Lúc nào cũng đội cận vệ. Chơi cái lính này thì nó chân chất đi. Lính này giáp nó còn trâu hơn cả đội cận vệ. Commander, ready and waiting. Battle group, awaiting orders. Nó khá nhiều của mình đấy. Nào, nó nào chủ công mà, nó sẽ phải tấn công mình trước. Ai già? Hả? Lính này nhìn hay phết nhỉ? Enemy reinforcements approaching. Cái khiên của nó nhìn cũng khác. Ôi, giáp của nó bọc toàn thân luôn. Bọn này mới là bọn boss giáp bọc toàn thân. Ai à, giáp. I will kill any man who shows fear. Melee troops awaiting orders. Tụi này giáp còn chưa dày bằng bọn đấy. Bọn này giáp dày lắm. Ôi, nó bọc giáp cả giáp tay nữa này. Ôi. Bình thường bọn này nó làm gì có giáp tay đâu nhỉ? Ờ đúng rồi. Bọn này tay nó còn bọc giáp luôn này. Ôi dồi ôi. Tay của nó cũng có giáp bọc. À, quân tiếp viện như thế này thì nó sẽ không có pháo. Mình quên mất. Cái khẩu pháo bắn thẳng kia không thể vào được do nó là dạng quân tiếp viện. Lên nào. Ủa, quá cảnh đẹp thế. Nhưng mà liệu bọn này chạy tới nơi thì ăn no đạn này. Úi giời. Bọn này đúng là bọn này bọc giáp toàn thân. Men, swords drawn and make ready. Ủa, tay của nó kìa. Tay của nó cũng giáp. Cái tay cầm khiên thì nó không cần bọc giáp. Nhưng cái tay cầm kiếm thì nó bọc giáp. Đúng rồi, tay cầm khiên thì làm sao mà chém vào được. Nhưng tay cầm kiếm mà nó bọc giáp như này nữa thì chém kiểu gì nó được. Ủa, bọn này. Có mỗi thằng tướng chính của mình mới là bắn tầm bắn 159, bọn này chưa đạt tầm bắn này. Úi dồi ôi. Fire, come on.
Our hidden units have been discovered. Justo. Zup, Yusuf. At your service. Forward, yours to command. Binh của nó xông vào kìa. Nó kìa liều thật. At your service. Nói cái binh này liều nhỉ. Nó định đuổi cái binh mình nhá. Có bị ảo tưởng sức mạnh à? Oh! Bắn vào đây! Làm thật! Chết bắn của mình! Bắn vào đây! Cái việc xông vào! Cái việc xông vào! Đây rồi. Ôi bọn phát xe ăn kìa. Back forward. Advance at speed. One of our units has used all its ammunition. Yours to command. Riders advance. Quickly now. Dụ mãi không dụ được chúng nó nhỉ. One of our units has used all its ammunition. Đấy. Ui xa, dựng dưới sông. Cứ gọi là như sông, không sợ. À, thả chó, thả chó, thả chó. Ui, nó đang chạy đến. Ôi xa, mũi đi, không phải sợ. Rồi. Ra đây. Có vẻ là hết kỵ binh rồi đúng không? Lên. Đây cũng còn này, nó cũng chạy ra chạy vào, nó cũng chịu rồi. One of our units has used all its ammunition. Hold back, hold back. Bọn áo xung sari này. Nó có chạy, nó khá nhiều kỵ binh này là mình không quay được cho nó. Đưa quân từ hàng sau lên được bởi vì nó vẫn còn kỵ binh. Thôi dừng bắn đi. Đoạn chết quân rồi. Hàng sau vẫn không dám vào đây. Ôi ôi. Quay thanh niên này à? The enemy general is dead. Quay thanh niên đấy của mình nhỉ? Engage! Sons of Mars! Legionaries! Quay cái thanh niên đấy của mình nhỉ? Sốc! Úi dồi ôi! Phát đạp này là mất tinh thần khá khá đấy. Nháy luôn này. Đỏ luôn à. Romans ready for duty. Melee horsemen. Orders understood. Rồi lại rút ra đi. Nó vỡ hết rồi. Nó vỡ đội hình rồi. Swift riders at your command. Nát đội hình luôn. Nhảy vỡ.
Our general is under attack. Archers! Now! Bắn nát chúng nó ra cho anh. Rồi bọn này giáp trâu. Bên dưới này là mình. Ui ôi. Ui ôi. Tàn bạo thế. Ui ôi. Cú pha kết thúc cực kỳ đàn tàn bạo. Ui ôi. Mãi mình có cơ hội để xem zoom gần chúng nó đánh nhau kiểu gì. Ui ôi. Ui ôi. Dồn thằng này. Ui ôi. Úi dồi ôi. Ui ôi, chỗ này hình như này, thật là vãi. Thế mà mình không được phải lo chỉ huy trận đánh, không thể zoom vào để xem gần được. Mày bắn, à xe bắn tên. Chết mấy con ngựa mình không thấm vào đầu. Ai à, bắn phát chết một hàng. Úi dồi, lăn lóc lóc. Láo à. Tôi thấy bọn này nó dứt điểm ghê thật đấy. Bàn những chiêu phải nói là khiếp thật. Your next command. Rồi. À rồi. Vãi cả thanh niên. Thích sống ảo này. Đánh cái thành này của anh nhá. Thanh niên thích sống ảo này. À rồi. Thật tiếc. À, thanh niên thích sống ảo này. Ái da. Tấn công cái thanh này của mình à. Ghê thật. Mình rút phát quân đi phát nó đánh ngay. Nhưng mà vẫn không ăn được. I call now for you. Từ từ đi. Từ 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 từ. Lại có một vụ. Bây giờ mới lên quân đoàn cấp 2 này. Đây là quân đoàn mới được thành lập. Quân đoàn mới được thành lập. The ship cannot go there. Attack! For Rome! Chết hết quân rồi đó. À, đánh ở đây là chúng ta có thể tuyển được cái đội Voice Siri rồi. We hunger for rồi, battle. Chúng ta đã tiến đến tận đây rồi. Xoay bàn đá ở đây à? Ừ. Cái này đã để có đội kỵ binh đã. Còn cái thành này nữa, chiếm lốt. Hoàn tất kế hoạch. Thằng này vừa công thành của mình phải không? Mày chán sống rồi phải không?
Mày vừa chán sống nhở? Chiếm luôn cái cảng Tyrus này nữa. Chúng ta sẽ phong tỏa đường biển, không để cho bọn Iran nó tiến ra địa Trung Hải được. Ngày nay Israel, hiện tại bây giờ trên lịch sử ở trên thế giới các bạn xem thì Israel đang làm mọi cách để không cho Iran mở con đường huyết mạch từ qua Iran, Iraq, Syria và qua Liban. Hiện tại bây giờ mình đang làm cái công việc tương tự như vậy. Vừa phải đánh nhau với thằng này nhưng cũng vừa phải ngăn cái bọn Iran này nó tiến sang đây. Thôi chết rồi, bọn Iran nó tiến quá nhanh. Nếu mình không xử lý nhanh bọn này thì mình chết. Mình phải chặn đứng bước tiến của thằng Iran này đã. Chặn đứng bước tiến của bọn Iran nữa. Romans all! Ready for orders. Battle group awaiting orders. Nó có nhiều kỵ binh không nhỉ? Không nhiều kỵ binh lắm. Ở đâu? Hàng sau của nó toàn kỵ binh luôn. Mình rất ngán nó nhiều kỵ binh là mình không thể cho kỵ binh được. Đánh nhau với bọn phương Đông này thì kỵ binh của mình không cơ động được. Với cả là kỵ binh của mình không phải đối thủ của kỵ binh của phương Đông. Không biết kiểu gì nhưng mà nó tính toán kiểu gì, chỉ số thì có thể hơn nhưng mà vẫn đánh vẫn thua. Rất khó hiểu. À vì bọn kỵ binh của phương Đông nó được buff của skill của tướng. Nó tăng rất mạnh. Nó được buff skill của tướng nên là nó rất là mạnh. Battle group ready and awaiting orders. Đây là đội Lê Dương Đại Bàng. Đội này không bọc giáp kín như bọn kia đấy. Đội này giáp không dày nhưng phòng thủ vận chiến của nó lại cao. Phòng thủ của nó rất tốt. Mình cần phải tiến quân nhanh để chặn Iran này. Ôi à. Về lý thuyết mà nói mình có thể mua đội trường không đẹp nhất ở khu vực trường bên này à? Chà. Ai là? Đúng rồi, bắn bớt ngựa nó đi, nó đi nhiều ngựa quá. Ô, nó bắt đầu xông vào rồi. Rồi ôi, nó định xuyên thủng hàng phòng ngự của mình à? Đây là chết khá nhiều chứ đùa đâu. Ôi, chạy ra thì lại bị bắn tên của anh. Mình không sợ cái lính cận chiến của nó, mình sợ lính tầm xa. Và cái bọn Hoskinister này. Úi, quái dị. Nó cứ lao ra rồi lại và lao vào, chết hết quân mình. Giết thành trướng còn tướng của nó đã. Khử ngay bọn cung thủ thì mình chết. Come on! Take aim! Missile
Ôi ôi, gớm nhỉ. Bọn phương đông này mạnh hơn mình tưởng đấy. Praetorian cavalry. The battle is turning in our favor. Favor. Riders at the double. Nào đây. Mấy thằng này đi luôn đằng sau ăn mình à? Riders advance. Ai chà. Ready for duty. Sốc kỵ của phương đông gớm quá. Missiles awaiting targets. Rồi đây. Archers. Fire. Your orders. Our general is under attack. Under. Tốt rồi. Ai ở? Missile infantry. Fire on the enemy. Phương Đông. One of our units has used all its ammunition. Còn mấy cái đội ngựa này nó ôi ôi. Sốc vào con của mình chết hơi đau. Ôi. Đó, nguyên nó đạp vào chết gần hết. One of our units has used all its ammunition. Pressure này kinh thế nhỉ? Bắn ngay mấy con ngựa cho đây. Ô ô ô, đạp được cái dương này. Eagle Cohort. Ai chả. Chưa bao giờ mình thấy đánh nhau với bọn phương đông là dễ cả. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ là dễ. Quân nó bỏ chạy hết rồi. Eagle Cohort. Eagle Cohort. Advance at speed. Úi da. Archers. Tướng của mày. Rồi, ai chà. Quân thủ thành của nó mà gớm thật đấy. Gớm hơn của mình tưởng đấy. Mấy thằng phương đông này gớm thật. Rồi lên dương đại bàng của mình mà đánh nó cũng còn bất ngoại. Ready for battle. Làm sao để có quân tiếp để tiến vào đây được nhỉ? We hunger for battle. Bằng mọi giá mình phải đánh chiếm được vùng này. Không nhanh là mất cái mỏ sắt là vỡ mồm. Gặp đội này thì ok. Chuẩn bị đánh vào đây. Jerusalem đây nữa. Ai, một thanh niên đã đủ đồ chơi. Thêm một thanh niên đã đủ đồ chơi, sao mới lại? Cho thanh niên này về sang khu vực châu Phi đi. Ơ, bị ám sát mất một thằng cung thủ đấy. Vãi thở trưởng thật.
tử. Kinh tế của mình còn nghèo. Chiến tranh. Chiến tranh liên tiếp thế này. We hunger for battle. Get moving, you wretches! Get to it, men! Khu vực bên này, mấy thanh niên này mãi chưa làm được cái việc gì cho ra hồn. It is an honor to serve. That is impossible. Take what you can, boys. Ai cập? Ai à? Thanh niên xứ gô người mò tận đây. Trong khi mấy cái vùng trên này thì không xử lý. Và cái kệ cái khu vực này đi. Xem nào. 80 thành rồi, chúng ta sắp hoàn thành chiến dịch rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.